Đây là những hình ảnh bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sáng 28 tháng 12 năm 2017. Nước ở thượng nguồn đổ về cùng sóng lớn đã đưa một lượng rác khổng lồ ngập bãi biển xinh đẹp này. Rác chất thành từng đống, kéo dài hàng cây số dọc bãi biển Nha Trang, từ đoạn trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến công viên Bạch Đằng, nhiều nhất là đoạn trước tháp Trầm Hương, công viên Yến Phi. Rác này đa phần là cây cối, chai lọ, can nhựa, thậm chí là xác động vật trôi từ thượng nguồn sông Cái đổ ra biển rồi bị sóng đánh dạt vào bờ. Các công nhân thuộc công ty cổ phần môi trường đô thị thành phố Nha Trang đang tập trung nhân lực và phương tiện để thu gom, chuyển đến các bãi rác, trả lại vẻ đẹp cho Nha Trang. Đến trưa cùng ngày, một đoạn bãi biển từ khu vực trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến gần tháp Trầm Hương đã cơ bản được dọn sạch. Dự kiến trong chiều nay và ngày mai 29 tháng 12, số rác này sẽ được thu gom xong. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.